Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa các bạn, đầu thập niên 1960, Liên Xô bắt đầu viện trợ cho Việt Nam, Dân Chủ Cộng Hòa, các giàn pháo phản lực phóng loạt BM-14 và BM-21. Pháo phản lực BM-14 sử dụng đạn cỡ 140 ly, gồm 16 hoặc 17 ống phóng, được đặt trên một xe vận tải với toàn bộ trọng lượng khoảng 2,5 tấn. Mỗi quả đạn BM-14 nặng khoảng 40 kg, tầm bắn đạn 10.800 m. Giàn pháo BM-21 sử dụng loại đạn cỡ 122 ly, gồm 40 nòng, được đặt trên một xe chiến đấu. Sự cải tiến của BM-21 so với BM-14 là nó có thể phóng từ ống hoặc phóng đồng loạt. Một khẩu đội gồm 3 hoặc 4 người có thể trú trong cabin để bắn, hoặc đứng từ xa và điều khiển của đường cáp dài 64 mét. Ưu điểm của các giàn pháo phản lực này là có khả năng bắn trùm lên mục tiêu rộng. Thí dụ, một tiểu đoàn trang bị toàn BM-21 có thể bắn 720 quả đạn trong vòng 20 giây, trùm lên khu vực rất rộng. Do vậy mà nó rất hữu hiệu để chống lại đội hình bộ binh và thiết giáp hạng nhẹ, hoặc phá hủy hầm hào kiên cố. Tuy nhiên, nhược điểm của các giàn pháo phản lực này là nó phải nạp đạn bằng tay. Ví dụ, một giàn pháo BM-21 sau khi bắn hết đạn, muốn nạp lại đạn thì phải mất 10 phút. Nhược điểm thứ hai là độ tản mát của đạn còn lớn, không thể phát huy hiệu quả nếu bắn vào một mục tiêu nhỏ được định vị như lô cốt bê tông. Nhược điểm thứ ba là các giàn pháo này rất cồng kềnh. Trong điều kiện lúc bấy giờ quân đội Việt Nam khi vào chiến trường miền Nam còn phải hành quân bộ qua đường mòn Hồ Chí Minh, thì việc mang những giàn pháo phản lực này là không thể thực hiện được. Vấn đề đặt ra là phải làm sao đưa được loại pháo uy lực này vào chiến trường miền Nam để phục vụ chiến đấu. Do vậy mà ngành kỹ thuật pháo binh đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu cải tiến pháo phản lực BM-14. Còn loại BM-21 thì đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị phía Liên Xô cải tiến giúp. Hướng cải tiến của BM-14 và BM-21 là chuyển từ giàn pháo phản lực thành pháo phản lực mang vác, tháo rời từng nòng ống pháo. BM-14 sau cải tiến gồm phóng đặt trên một bề mặt gỗ, ống phóng làm bằng thép mỏng cuộn lại dài 1,4 mét. Mặt trong có đánh 4 đường sống, tiếp tuyến với mặt hình trụ của đạn. Bệ bằng gỗ dày 2cm, rộng 25cm, dài 1,2m. Điều tiện lợi là khi hành quân vào Nam không cần mang theo bệ gỗ mà chỉ cần mang theo ống phóng. Vào chiến trường có thể dễ dàng làm tại chỗ dựa theo bản thiết kế. Toàn bộ bệ phóng gồm cả ống phóng và bệ gỗ chỉ nặng khoảng 10,5kg. Khi thử nghiệm, bệ phóng được kê đầu trên túi đất, chèn thêm các túi đất lên trên và quanh tấm gỗ để cố định bệ. Góc bắn được lấy là 45 độ. Điểm hỏa bằng 6 quả pin nhỏ con thỏ, loại 1,5V. Thử nghiệm cho thấy luồng phụt không làm hư hại bệ phóng, có thể dùng lại được. Pháo BM-14 sau khi cải tiến có tầm bắn khoảng 8.000m, tức là giảm so với nguyên bản nhưng lại có độ chính xác cao hơn. Mặt khác, nó ưu điểm hơn giàn phóng BM-14 ở chỗ. Giàn phóng BM-14 chỉ phóng lần lượt từng quả, còn pháo cải tiến có thể phóng cùng lúc 12 quả đạn. Nhờ vào hệ thống điểm hỏa, bởi vậy mà nó còn được gọi là A-12. Sau khi cải tiến thành công từ một giàn phóng 17 ống trên một xe, A-12 được biên chế cho mỗi tiểu đội 12 ống phóng. Với trọng lượng rất nhẹ, A-12 rất tiện lợi, cơ động để thực hiện những đòn tập kích luồn sâu, đánh hiểm vào đối phương. Tiểu đoàn 99 là đơn vị đầu tiên được trang bị A-12 đối với BM-21 vào dịp Tết năm 1966. Các khẩu BM-21 đã cải tiến đã được gửi sang Việt Nam. Ban đầu người ta gọi đó là DKZ-66, sau đó đổi là DKB, có nghĩa là loại DKZ dùng chiến đấu ở B, tức là chiến trường miền Nam Việt Nam. DKB vẫn sử dụng nòng và đạn cùng với cỡ với BM-21 nhưng được tháo rời từng nòng ra và mỗi nòng đó gắn thêm các chân. Như vậy đã giải quyết được yêu cầu gọn nhẹ, dễ mang vác. Đạn DKB nặng 46kg, tầm bắn gần nhất 2.000m, xa nhất là 11.000m. Sau khi có DKB, Trung đoàn 84A được thành lập để huấn luyện sử dụng loại pháo này. Sau một thời gian huấn luyện, ngày 17 tháng 6 năm 1966, Trung đoàn 84 cùng với Tiểu đoàn 99 đã bắn trình diễn loại vũ khí năm mới này tại trường bắn Hòa Lạc, Hà Tây cho Bác Hồ và các vị lãnh đạo cấp cao xem. Cuộc bắn thử nghiệm đạt kết quả tốt.
Từ thời điểm này trở đi, các đơn vị pháo binh của ta chuyển sang trang bị pháo mang vác và chủ yếu. Toàn binh chủng chỉ còn trung đoàn 204 là trang bị pháo xe kéo. Sau cuộc bắn thử nghiệm mấy tháng, trung đoàn 84A và tiểu đoàn 99 hành quân vào Nam. Tháng 9 năm 1966, tiểu đoàn 99 vào đến Tây Thừa Thiên Huế để chuẩn bị pháo kích sân bay Phú Bài. Tuy nhiên, đang trong quá trình điều nguyên mục tiêu thì đơn vị lại được lệnh chuyển vào đánh sân bay Đà Nẵng là mục tiêu lớn hơn để tạo thanh thế cho vũ khí mới của ta. Lại mất thời gian hành quân di chuyển, đến tháng 12 năm 1966, tiểu đoàn 99 vào đến chiến trường chuẩn bị cho trận đánh. Phải mất nhiều tháng trời, đơn vị mới hoàn thành công tác chuẩn bị cho trận đánh. Việc vận chuyển đạn thì nhờ các cơ sở ở hai huyện Điện Bàn và Hòa Vang giúp đỡ. Ngày 27 tháng 2 năm 1967, tiểu đoàn 99 vào chiếm lĩnh trận địa. Đúng 1 giờ 20 phút ngày 28 tháng 2 năm 1967, đơn vị bắn 15 loạt với 140 viên đạn vào các mục tiêu trong sân bay. 15 phút sau, máy bay và pháo binh địch mới có phản ứng, lúc đó du kích đã nghi binh xóa dấu vết và đưa đơn vị trở về vị trí an toàn. Sau trận đánh, các cơ sở của ta trong thành phố Đà Nẵng cho biết 94 máy bay các loại, 200 xe quân sự địch bị phá hỏng, nhiều giặc lái và nhân viên kỹ thuật bị diệt. Thư của cơ sở trong thành phố gửi ra mô tả trận đánh như sau. Tỉnh dậy là thấy tiếng ào ào xé, không khí như hàng chục chiếc máy bay phản lực cất cánh, nhiều tiếng nổ làm rung chuyển cả thành phố, lửa bùng lên dữ dội trong sân bay, nhiều người tưởng là máy bay miền Bắc là vào ném bom, đã rủ nhau lên mái nhà xem máy bay Mỹ cháy. Còn trung đoàn 84A nhận lệnh vào chiến trường B2, nên mất thời gian di chuyển lâu hơn. Khi vào đến chiến trường, trung đoàn mang phiên hiệu 72, đầu tháng 5 năm 1967, trung đoàn nhận lệnh pháo kích sân bay Biên Hòa. 22 giờ 50 phút ngày 11 tháng 5 năm 1967, trên toàn tuyến trận địa dài hơn 1 cây số dọc theo sông Đồng Nai, thuộc các xã Mỹ Lộc, Tân Định, Hòa Tiễn đã lên giàn phóng chờ lệnh phóng. Đúng 23 giờ, đồng loạt 54 khẩu pháo DKB của trung đoàn 724 phóng đạn về phía mục tiêu trong 15 phút liên tục. Đòn tập kích bất thần với uy lực của vũ khí mới đã khiến cho quân địch đi từ ngỡ ngàng đến hoang mang không kịp phản ứng. Ngày 12 tháng 5 năm 1967, sân bay Biên Hòa bị tê liệt hoàn toàn và vẫn còn chìm trong khói lửa. 150 máy bay cùng nhiều vũ khí kho tàng quân sự bay bị phá hủy hoặc phá hỏng, cùng hơn 800 giặc lái và nhân viên kỹ thuật của địch bị loại khỏi vòng chiến. Ngày 14 tháng 5 năm 1967, toàn trung đoàn 724 về đến căn cứ an toàn. Thưa các bạn, các trận tập kích hỏa lực vào sân bay Đà Nẵng và sân bay Biên Hòa của pháo A-12 và DKB đã gây không khí phấn khởi cho quân dân ta đang đánh Mỹ trên khắp các chiến trường. Về mặt quân sự, những trận đánh này đã mở đầu cho chiến thuật sử dụng pháo mang vác luôn sâu đánh điểm vào những căn cứ được bảo vệ rất nghiêm ngặt của đối phương. Cũng từ đây, pháo mang vác là một vũ khí lợi hại của pháo binh Việt Nam trong những trận pháo kích vào căn cứ đối phương. Một điều đáng phải nhắc đến nữa là bản thân A-12 và DKB đã là những khẩu pháo cải tiến sáng tạo. Nhưng khi đã vào chiến trường, những người sử dụng nó còn sáng tạo hơn nữa. Có khi họ bắn các quả đạn đi mà không cần bệ phóng, bằng cách gác những cành cây lên tạo thành một cái chạc để tạo góc phóng cho đạn. Hoặc một cách khác là họ đắp đất thành cái bệ rồi đặt cò pháo vào rồi điểm hỏa bằng pin. Những cách bắn ứng dụng đấy khiến cho pháo phản lực càng lợi hại vì nó không mất công vận chuyển theo các ống phóng cồng kềnh và có thể triển khai trận địa ở bất cứ chỗ nào quanh mục tiêu. Pháo phản lực xuất hiện ở chiến trường đã gây ra những uy hiếp tinh thần rất lớn cho quân Mỹ và quân Việt Nam Cộng Hòa bởi tiếng rít của quả đạn khi bay đến gần mục tiêu và sức nổ rất mạnh của nó. Theo sách lịch sử pháo binh Việt Nam, sau những đòn tập kích bằng pháo phản lực của Việt Nam, đối phương giải truyền đơn đề nghị pháo binh Việt Nam thôi dùng hỏa tiễn để đổi lấy việc Mỹ sẽ thôi dùng B-52. Vai trò của pháo mang vác chỉ giảm đi vào những năm cuối của chiến tranh, khi đường Trường Sơn đã được mở rộng để hành quân cơ giới, cho phép có thể chuyển pháo xe kéo vào chiến trường miền Nam. Sự ra đời của pháo phản lực mang vác thể hiện sự sáng tạo của quân đội Việt Nam trong việc khắc phục khó khăn để chiến đấu. Có lẽ dù có trí tưởng tượng giàu đến đâu thì những nhà thiết kế pháo phản lực của Liên Xô cũng không ngờ rằng là có ngày những dàn pháo phản lực ấy lại được tháo rời ra để mang vác trên vai người và luôn dừng lội suối. Và chắc họ lại càng không thể ngờ rằng các dàn pháo phản lực của họ ban đầu là một cục ống phóng khi bắn có độ tản mát lớn, chỉ phù hợp với điều kiện bắn đội hình quân địch trên những thảo nguyên mênh mông.
Nhưng Việt Nam lại muốn làm ngược lại là tháo rời ống phóng ra để đặt ở nhiều địa điểm trên một diện rộng, nhưng bắn trùng vào một khu vực nhất định. Theo nguyên tắc đã được xác lập từ Điện Biên Phủ là hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung, những bài học sáng tạo từ thời trước sẽ là truyền thống để ngày nay quân đội Việt Nam tiếp tục phát huy sáng tạo trong việc khai thác và sử dụng các loại vũ khí mua của nước ngoài nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!